Chào quý vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc, Ngọc Family ở Mỹ học tiếng Mỹ. À, Ngọc xin phép được nói nhiều tiếng Anh trong cái kênh này bởi vì kênh của Ngọc có một cái kênh nữa làm kênh Minh Ngọc cuộc sống Mỹ thì Ngọc không có nói nhiều tiếng Anh bên đó bởi vì mọi người có góp ý là Ngọc không nên làm như vậy thì Ngọc mở cái kênh này để Ngọc có thể chia sẻ những cái cách phát âm cũng như là cái kinh nghiệm học tiếng Anh của Ngọc và cũng như là kinh nghiệm đầu tư quý vị ha. Thì trong cái video này Ngọc sẽ gói gọn lại cái nội dung liên quan đến cái tiền 1.200 đợt 2 và liên quan đến cái dòng tweet của Tổng thống Trump ngày hôm qua. À, Tổng thống Trump nói rằng ông sẵn sàng gửi 3 tư cho mỗi gia đình. Thật hư như thế nào thì chúng ta cũng nên biết về cái điều này. À, chúng ta thấy là ngày hôm qua Tổng thống Trump đã tải cái dòng tweet này và ông cũng đã có một cái cuộc họp báo người ta gọi là news conference đây là cái cuộc họp báo đã diễn ra cùng ngày luôn và chúng ta thấy là ngày hôm qua rất là xôn xao cái chuyện này à, các tờ báo của Mỹ các youtubers những cái cộng đồng mạng đều bàn tán những cái thông tin rằng tổng thống Trump nói là sẵn sàng gửi 3.004 cái tiền stimulus check này cho gia đình ở Mỹ mà những ai mà có gia đình có bốn người thì sẽ được ba ngàn tư và ông chỉ trích đổ thừa cho đảng dân chủ ở bên quốc hội về cái việc là ngăn chặn và đình trệ cái việc ba ngàn tư này đến người dân thì đây là cái thông tin của tờ báo Forbes à, và quý vị thấy trên màn hình đó là cái dòng tweet của tổng thống Trump thì trên cái dòng tweet này á đã ra vào ngày hôm qua vào lúc khoảng là 12 giờ 23 phút đúng không? Ông nói là ông đã chỉ đạo cho Stephen Mnuchin tức là ông bộ trưởng bộ ngân khố get ready chuẩn bị sẵn sàng để gửi direct payment tức là cái tiền 1.200 đó 1.200 cho người lớn và 500 cho trẻ em và mỗi gia đình như vậy bốn người thì sẽ được 3.400 cho tất cả những người công dân ở Mỹ và ổng chỉ trích đảng Dân Chủ Democrats. Hiện giờ đang holding this up. Holding this up có nghĩa là gì quý vị? Đang trì hoãn, đang đình trệ, đang kéo dài cái việc này ra để người ta không có được nhận cái tiền 3.000 tư này. Thì 3 tư ở đây là Tổng thống Trump muốn nói đến là 1.200 cho người lớn. Ví dụ như là một gia đình có hai ba mẹ đúng không? ba mẹ mỗi người nhận ngàn hai hai người con mỗi người nhận được 500 thì tổng cộng lại là ba ngàn đúng không quý vị và Ngọc cũng xin trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái tiền này. Ví dụ như là những người già lãnh SSI có được nhận hay không? Những em sinh viên có được nhận hay không? Đó quý vị, Ngọc cũng xin trả lời ở đây. À, quý vị thấy là hiện giờ có hai gói đề xuất và một cái dự luật khác nhau thì trong cái video này Ngọc không có đề, đề, đề cập đến cái dự luật mà Ngọc chỉ nói đến hai cái đề xuất thôi. Một cái đề xuất thứ nhất là cái đề xuất Hughes Act. Cái này được đề ra bởi đảng Dân Chủ và được thông qua bởi Hạ Viện hồi tháng 5 rồi. Và một cái đề xuất nữa là Hughes Act. Cái này được đề xuất ra bởi đảng Cộng Hòa và những thành viên của chính quyền tổng thống trump thì hiện giờ chúng ta thấy á là cái gói này chưa có được thông qua bởi hạ viện và chưa có được thông qua bởi thượng viện luôn à, nhưng mà có cái nội dung tương tự nhau và cái gói mà hiện giờ cái gói duy nhất được ký là cái gói cares act thì cái đó là cái đợt một là mình chắc là biết rõ rồi ha Đợt 1 này nếu như mà bạn vẫn chưa nhận cái đợt 1 thì bạn ghé cái kênh Minh Ngọc cuộc sống Mỹ của Ngọc á, Ngọc chia sẻ rất là rõ cái điều này quý vị nha. Và quý vị cũng có thể đặt câu hỏi ở bên dưới phần bình luận để Ngọc có thể vào, Ngọc trả lời cho quý vị. Và quay trở lại với hai cái gói đề xuất này. À, thì cái đợt 1 đã gửi rồi, ai chưa nhận được thì phải liên lạc. Còn đợt 2 á hiện giờ cái tổng thống Trump nói trong cái dòng tweet của ông là liên quan đến đợt 2. Thì đợt 2 nó có sự khác nhau giữa cái tổng giá trị là cái gói của bên đảng Dân Chủ thì 3.000 tỷ Còn cái bên đảng Cộng Hòa là 1.000 tỷ Quý vị thấy đó à, Trên lệch nhau khoảng 2.000 tỷ thì Một con số rất là lớn Và mỗi người lớn như vậy á, sẽ được nhận 1.200 tỷ À, nếu như mà bạn làm cái income trong khoảng từ 0 đến 75 ngàn trên năm thì các bạn nhận được ngàn hai trên cái khoảng đó mà dưới 99 ngàn thì sẽ, bạn sẽ bị trừ 5% ra. Người tiếng Anh người ta gọi là phase out 5%. Và quý vị thấy điều này là nó giống hoàn toàn với cái đợt 1 ha, giống hết. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại cái dependence, tức là những người mà khai thuế trong cái hồ sơ của người khác phụ thuộc vào hồ sơ thuế của người khác đúng không? thì gói bên đảng dân chủ thì người ta cho mỗi người là một ngàn hai tối đa là ba người như vậy nếu mà gia đình có hai vợ chồng và ba người dependents thì năm người này tổng cộng là maximum là sáu ngàn người ta không có cho hơn nữa vậy gia đình của bạn mà có mười người thì cũng nhận được sáu ngàn thôi nhưng mà bên hiếu giác Quý vị thấy là người ta không có giới hạn những người dependents. Ví dụ như là bạn có 10 người con thì 10 người này mỗi người nhận 500, không có giới hạn tuổi tác luôn. Như vậy nếu như mà bạn nhà bạn đông con thì bạn lợi hơn là so với cái đạo luật của cái dự luật của Đảng dân chủ đúng không? Nhưng mà nếu như một gia đình hai vợ chồng hai người con hoặc là hai vợ chồng một người con và một ba mẹ già chẳng hạn thì chúng ta thấy là được 3.400, mỗi gia đình 4 người thì sẽ được 3.400, đó là cái nội dung của Tổng thống Trump. Thì đây là cái việc mà ông đang đề cập đến cái gói 1.000 tỷ của bên đảng Cộng Hòa, đó là cho mỗi người lớn 1.200 và mỗi người dependent mỗi người 500. Đây là ông nói một cái ví dụ điển hình là một cái gia đình có hai vợ chồng và hai người con. Thì những người con này dù cho 18 tuổi, dù là sinh viên đại học, dù cho là 5 tuổi, 7 tuổi, vẫn đều nhận một cái con số bằng nhau đó là 500 quý vị ha. Thì theo Ngọc, Tổng thống Trump nói như vậy, đây là cái ý của ông đang đề cập đến cái dự luật Hughes Act. Hiện giờ dự luật Hughes Act đã không có chưa có được thông qua và đang trong cái quá trình đàm phán giữa hai bên dân chủ và cộng hòa bởi vì cái hiếu giác là được thông qua cũng bởi một bên rồi nhưng mà cái hiếu giác thì chưa quý vị nha cho nên là bây giờ nói tóm lại á là cái gói nào thì gói nhưng mà đại khái là bây giờ mình phải hỏi một câu hỏi đã quý vị ha bây giờ ba mẹ lãnh exercise có tên trong hồ sơ của con gái có được cái chắc lần thứ hai hay không con thì bây giờ Ngọc xin trả lời với cô chú như thế này. Hiện giờ cái dự luật này nó chưa được ký cho nên là Ngọc không thể trả lời dứt khoát cho cô chú là dựa theo đạo luật bla 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 là cô chú sẽ được như vậy. Thì Ngọc không thể trả lời được như vậy mà Ngọc chỉ là yes, cô chú sẽ nhận được cái tấm chất lần hai dựa theo cái nội dung của dự luật nếu như mà người ta thông qua một cái dự luật ví dụ như là người ta thông qua cái hero jack thì cô chú được một ngàn hai nếu như mà người ta thông qua cái nội dung giống như cái dự luật hiu giác thì cô chú được 500 nha cô chú hiện giờ ngọc không có biết là cái dự luật nào sẽ được thông qua cho nên là mình phải đợi nhưng mà theo cái gói thứ hai này á thì những người dependence không có bất kể là sinh viên hay là cô chú lớn tuổi đều được nhận một cái con số tiền ít nhất là 500 đúng không và nhiều nhất là một ngàn hai nè cô chú nha thì mình cũng yên tâm cái phần đó rồi bây giờ mình phải chờ người ta thông qua thôi thì ngọc nghe nói á, là cái cái tấm chắc này á, cái stimulus chắc này là đã được sự ủng hộ của hai bên hai đảng rồi. những cái điều mà người ta không có được cái tiếng nói chung là những cái điều đó nó không có liên quan gì đến cái tiền 1 hai hết. và trong cái video này ngọc chỉ chia sẻ cái tiền 1 thôi cô chú nha. và cái câu hỏi thứ hai bây giờ mình cũng muốn thắc mắc muốn hỏi là như thế này. sinh viên có trong hồ sơ thuế của ba mẹ có được tấm chắc lần thứ hai không chị? À, thì cái câu này Ngọc cũng trả lời tương tự như vậy ha quý vị. Yes, hiện giờ nếu như mà các em dựa theo nội dung của dự luật, thì dự luật Hughes cho các em mỗi người như vậy là 1 200 dù cho các em là 24 tuổi, 20 tuổi, 18 tuổi vẫn được 1 200 Và theo dự luật Hughes thì các em chỉ được 500 thôi. Như vậy tóm lại là yes, các em sẽ được cái tấm chắc ngàn hai nhưng mà cái tấm chắc đó có thể là 500, có thể là 1 hai chưa biết là cái nào được thông qua các em nha. Thì nếu như mà cô chú anh chị hỏi cho con mình thì đó là cái câu trả lời cho cô chú anh chị luôn. À, thì bây giờ tổng thống Trump nói như vậy thì Ông có cho được dân Mỹ hay không hay là ông phải chờ, chờ bên quốc hội người ta thông qua. Thì như thế này quý vị, Tổng thống Trump không có quyền để thông qua một cái số tiền lớn như vậy. Ông không có quyền để lập pháp, ông chỉ có cái quyền hành pháp thôi. Và vừa rồi ông đã ký bốn cái sắc lệnh, ông đã chuyển đổi cái mục đích sử dụng của những cái tiền mà còn lại trong cái quỹ khe đó quý vị. Và ông không có cái quyền để ông chi chi tiền như vậy không có quyền để cho thêm tiền mà ông chỉ có chuyển đổi mục đích sử dụng của cái nguồn quỹ hiện có thôi thì chúng ta dư biết là hiện giờ bên đảng dân chủ và bên đảng cộng hòa có những cái đàm phán không đi đến những cái bước thỏa thuận tức là không có đi đến những cái agreement đúng không quý vị cho nên là hiện giờ chúng ta thấy nó đang bế tắc và có thể chúng ta phải đợi đến tháng 9 mới có được câu trả lời là khi nào cái tiền 1.200 sẽ về túi người dân. Và chúng ta thấy là Tổng thống Trump không có cái quyền để mà à, ký một cái, cái 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 luật hay là một cái đạo luật hay cái gì để cho người dân Mỹ mỗi người 1.200. Bởi vì cái điều này phải được thông qua bởi quốc hội tức là cái nhánh lập pháp của thể chế tâm quyền phân lập của quốc của của cái the government của mỹ đúng không thì chúng ta thấy là legislative branch là bên quốc hội gồm có house of representatives tức là bên dân chủ và the senate hiện giờ đảng cộng hòa đang dẫn đầu thì chúng ta thấy á là bên của tổng thống là executive branch là ông là người hành pháp tổng thống và phó tổng thống là người hành pháp đúng không quý vị và một cái nữa là tòa án tối cao supreme court thì cái này là bên hành pháp như vậy tổng thống trump không có quyền ông nói là ông sẵn sàng hả quý vị ông sẵn sàng tức là ông sẵn sàng ký nếu như mà bên quốc hội người ta thông qua nếu như mà quốc hội người ta không có thông qua không có trình lên cái gì thì lấy đâu mà tổng thống trump ký đúng không quý vị hiện giờ là bên đảng cộng hòa người ta nói là người ta sẵn sàng có một cái gọi là cái peace deal approach tức là cái phương án piecemeal có nghĩa là người ta sẽ thông qua cái càng hai thông qua cái TPP đợt hai và nếu như mà dân Mỹ cần những cái điều này trước hiện giờ thì chúng ta nên thông qua những cái điều này và những cái việc như là hỗ trợ trường học hỗ trợ những cái um, Gọi là những cái điều gì mà người ta chưa có đi đến những cái thỏa thuận chưa đồng ý Ví dụ như là hỗ trợ các state và local government Thì những cái điều này đừng có uh, thông qua vội từ từ Khi nào đồng ý thì hãy thông qua Nhưng mà hiện giờ cái TPP đợt 2 chẳng hạn Hoặc là cái tiền 1 hai đợt 2 bây giờ hai bên đã đồng ý rồi Thì hãy thông qua cái điều nhỏ này Rồi sau này sẽ quay trở lại bàn bạc tiếp cái, những cái điều lớn kia thì bên đảng dân chủ người ta không có chịu người ta muốn một cái gói lớn như vậy chứ người ta không có muốn gói nhỏ cho nên là hiện giờ những cái mà đàm phán này nó cũng chưa có đi đến những cái thỏa thuận nào mà hai bên Chuẩn bị sẵn sàng thông qua quý vị. Chúng ta có thể là chờ đến tháng 9 lận. À, và Ngọc cũng chia sẻ nhiều cái vấn đề này ở bên kênh Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ rồi. Và hy vọng quý vị sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe và cầu mong mọi người được bình an. Và hy vọng quý vị sẽ thích những cái video mà Ngọc chia sẻ ở đây. Ngọc sẽ làm thêm nhiều video hơn bởi vì hiện giờ rất là ít video. Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong những video khác nha. bye!